nhắc nhở cho chúng ta đó là Đức Thầy nói là báo ngọc ở trên núi á, trên năm non bảy núi với trảnh á, gừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ đến ngày thượng cổ điểu hòa mai. Nhắc nhở cho quý vị là bắt đầu đã biến động trên một cái vùng thất sơn rồi. Thì ở đây đó, khi mà mình nhắc nhở qua cái thế này đó, Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua thì ở trên vùng Thất Sơn bảy núi đó thì có nhiều cái cuộc biến động rất là lạ lùng. Một cuộc biến động thứ nhất là vừa rồi đó, là ở cái vùng Chi Tôn đó, mà đặc biệt là ở Ba Trúc đó, mưa thì vẫn có mưa nhưng mà nước nó vẫn đổ lên tràn ngập đường lộ, không có chạy được. Ở đây quý vị coi mạng chắc quý vị cũng thấy rồi ha. Rồi vừa qua rồi đó, thì cái lúc mưa đó thì các cái vùng núi đó nó có chỗ nó bị đá nó chài, nó chùi tùm lum hết. Quý vị thấy nó cũng rất là trước mắt ha quý vị. Nhưng rồi đây nè, gần đây mấy ngày rài đó, cũng có quý vị mà đưa lên cái clip đó là cái giò chư thần đó, có đá nó cũng chài, cũng nó có một cái gây một cái tiếng động rồi nó cũng chài cũng khá là nhiều. Đó. Thì ở đây kính thưa quý vị, ở đây mình nói qua đây đó để làm gì? Nói để nhắc nhở quý vị là đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Thì để nhắc nhở cho chúng ta đó, là Đức Thầy nói là báo ngọc ở trên núi á, trên năm non bảy núi với trảnh á, gừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ đến ngày thượng cổ điểu hòa mai. Nhắc nhở cho quý vị là bắt đầu đã biến động trên một cái vùng thất sơn rồi. Thì ở đây đó, khi mà mình nhắc nhở qua cái thế này đó, thì để mới nhắc lại cái lời tiên tri của Đức Thầy đã tiên tri trước cho chúng ta được biết đó, là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai, để chứng minh rằng lời Đức Thầy nói không bao giờ sai, không bao giờ trật. Nhưng mà sở dĩ đó chúng ta chưa thấy được là tại vì chúng ta chưa có nhận hết được giáo lý của Đức Thầy. Cho nên cái lời của Đức Thầy rất là còn màu nhiệm, còn sâu kín, còn nhiều lắm. Đó. Rồi đây rồi Đức Thầy còn giới thiệu thêm nữa. Khắp thế giới biến di thương hải, dùng phép màu lặp lại thượng nguyên đến chừng đó đó, là nó thành sông thành biển khắp thế giới đó, là biển quá cồn dâu. Đó. Rồi gừng lại thành biển, núi trôi, đó, núi lại thành biển. Thì cái đó gọi là biến di thương hải đó, hải di sơn đảo hải hết, nó không còn chỗ nào hết. Cho nên đến chừng đó đó chúng ta tu không có kịp. Cho nên bây giờ đó cũng nhắc nhở quý vị cũng như chúng tôi, để chúng ta tu để tìm đến một cái con đường giải thoát, hay hoặc giả là chúng ta tu để chuẩn bị một cái tinh thần để đương đầu với những cái cuộc biến thiên sau này. Chứ không phải là chúng ta mà sợ cái chết để mà tu, mà để chúng ta có một cái tinh thần dự bị. Thì cái tinh thần dự bị đó là như thế nào? Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ, cũng như mình sửa soạn, mình đi du sơn hay hoặc mình đi nước ngoài hay gì đó, vân vân. Mình phải đặt một cái tinh thần 2-3 ngày trước, 5-7 ngày trước để chúng ta sửa soạn cái tinh thần để đi. Thì hôm nay chúng ta đã biết được cái lời Thầy dạy là sửa soạn trong... Sửa sạn là từ cái cõi hạ nguyên sang cái đời thượng nguyên, là có nghĩa từ một cái dưới thấp mà chuyển lên trên cao, nó thay đổi rất nhiều lắm.
cũng như ngày xưa mà trong các cái ngày xưa đó, chuyện sử để lại đó, từ cái trên mà nó chuyển xuống đó, là nó phải trải qua một cái cuộc chiến tranh giặc giã, một cái cuộc binh biến đó, để nó thay đổi một cái phong trào, một cái chế độ mà từ cái chỗ cao mà nó hạ xuống cái chỗ thấp, mà nó còn phải gây cái cuộc chinh chiến, cuộc biến động, huống hồ chi là từ cái chỗ thấp mà lên cái chỗ cao thì nó phải là khó khăn gấp hơn lần nữa. Mà ngài Thanh Sĩ có nói: con ơi, cuộc bình minh thấy được phải trải qua một cuộc tối đen. Nó ngủ quen còn thức không quen mà đành đi theo lớp tối đen. Thì ở đây đó, khi mà mình nói đây đó để nhắc nhở cho quý vị rồi chúng ta tu. Kính thưa quý vị, nói về cái chữ tu đó thì giáo lý của Đức Thầy đó rất là sâu màu, rất là nhiệm nhặt, chứ không phải giáo lý của Đức Thầy mà nói sơ như vậy rồi quý vị cho là tầm thường đó. Nhưng mà nếu người nào đó mà đối với giáo lý của Đức Thầy đó mà coi tầm thường đó, thì những người này đó sau này đến chừng khổ rồi đó, thì đừng có trách Phật tiên không chỉ bảo đó. Chứ Đức Thầy thì nói trước cho chúng ta hết rồi. Nhưng mà bây giờ đó là sở dĩ mà nhắc qua cái cuộc biến động ở cái vùng Thất Sơn vừa rồi đó, là để nhắc nhở cho quý vị thấy là nó có cụ thể rồi đó nha. Rồi đó, rồi ngày nay mà không quy y đó, nếu mà đợi đến hết cái năm nay đó, không biết còn cái sổ để, còn cái chỗ để cho người ta ghi vào cái sổ quy y hay không. Đó là cái chỗ này để nói như vậy thôi đó. Kính thưa quý vị, để nhắc thêm quý vị một cái phần này nữa, thì hôm nay đó, đất nước Việt Nam của chúng ta đó vẫn còn sống trong một cái cuộc sống bình yên, cũng như là Việt Nam của chúng ta là tuy rằng bây giờ ở vùng Thất Sơn có biến thiên, nhưng vẫn còn yên tĩnh, vẫn còn tu kịp, vẫn còn quy y kịp. Đến chừng nào mà trở về đó là đến chừng đó mà đói đau không thuốc đó, thương hại bấy lê dân đứt ruột đó, rồi thảm vợ con đó gách đùm đeo, đến chừng đó không còn tu kịp nữa đâu nghe quý vị. Cho nên hôm nay nhắc nhở cho quý vị, rồi quý vị tu đó thì quý vị cứ vịnh theo giáo lý của Đức Thầy. Giáo lý của Đức Thầy đó là nói trở lại cụ thể hơn, là ngài là một vị Phật, ngài lâm phàm ở tại cái miền Tây Nam nước Việt. Ngài nói bằng ngôn ngữ Việt, nói bằng tiếng mẹ đẻ, nói dễ nghe, dễ hiểu. Mà ngài có nói là xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. À, thì quý vị tu thì quý vị phải coi kệ giảng rồi làm theo mới trúng, để lạc lầm lắm bớ tăng đồ. À, định tâm thần như mặt nước hồ, si với nghĩ, nghĩ si đường lối. Thì hôm nay chúng ta nương theo giáo lý Đức Thầy, thì giáo lý Đức Thầy có nhiều cái phương pháp để dạy cho chúng ta đó. Nhưng mà cái phương pháp mà đặc biệt ngài dạy cho chúng ta đó là từ một cái bờ mê sang bến giác đó, thì trong đó chúng ta phải là trừ đi cái màn vô minh, thì chúng ta sẽ bước qua cái bờ bên kia bến giác. Thì bây giờ để trở lại cái phần, thì hôm nay đó thì chúng ta muốn diệt cái màn vô minh, thì Đức Thầy có dạy bây giờ để tôi đưa ra một cái mục để cùng với quý vị trao đổi. Màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chơn, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Bây giờ mình lấy bốn câu này để làm mục tiêu đó. Thì bây giờ đó, cái màn vô minh đó, ở đây thì cũng quý vị đồng đạo giải cho quý vị nghe cũng rất nhiều, chứ không phải là không có giải. Nhưng sở dĩ tôi nói ở đây đó cũng là một hậu học thôi, nói cũng như là lót đường người trước thôi, chứ còn thật ra mình cũng không có hơn gì cái bậc tiền nhân. Nhưng mà sở dĩ đó, mỗi một cái lời nói đó nó cũng giống với nhau thôi, cũng chỉ với nhau trên cái bước đường dẹt phá cái màn vô minh thôi đó. Còn ngoài ra thì không ngoài cái ý nào khác hơn được.
Rồi bây giờ mình tường tự qua cái màn vô minh mà che mờ căn trí. Thì kính thưa quý vị, con người của chúng ta đó, Đức Thầy có nói đó là người mới sanh, tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thì cái tánh thiện trời dành đó là cái căn trí của chúng ta đó, cái căn lành, cái căn thiện của chúng ta có đó. Rồi có chỗ Ngài nói là người nào đâu có Phật tánh là, xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Thì cái câu này đó, hai cái câu này đó là chúng ta có cái căn tánh, cái căn lành hết. Nhưng mà sở dĩ chúng ta bị mê đắm trong một cái cõi đời này là vì sao? Vì chúng ta đã tập nhiễm lợi danh. Đó là do một cái danh, cái lợi mà con người của chúng ta bị cái màn vô minh, là một cái màn tâm tối. Đó, vô minh là nó không có sáng, chứ nó không phải là gì hết, nó không sáng cho nên gọi là tâm tối, chứ nó không phải là tâm tối. Nhưng mà cái từ phải giải, cái từ nó là như vậy. Thì bị cái chỗ mà không sáng của chúng ta đó, thì chúng ta mới nhận một cái ngụy mà làm cái chơn. Đó, ngụy là cái gì? Cái ngụy là cái dối trá, nó một cái không có sự thật, gọi là ngụy. Ngụy là dối giả đó, mà không sự thật, mà cái gì không sự thật? Kính thưa quý vị, thì để mình nhắc lại cái chỗ vừa rồi đó, là chúng ta sanh lên đó thì có người nào đâu cũng có Phật tánh. Thì bây giờ đó, khi chúng ta lớn lên đó, chúng ta tập nhiễm qua cái lợi danh, rồi tình ái đó, rồi nó mới xô đẩy con người của chúng ta đó. Khi mà chúng ta có lợi danh, chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ lo mần để kiếm tiền cho nhiều. Rồi bắt đầu chúng ta, khi mà lợi danh nó có rồi đó, bắt đầu chúng ta mới sang đi tới cái tình ái. Tình ái là gì? Đó là một cái tình yêu thương, đó là gọi là cái tình gọi là trai gái với nhau, gọi là tình ái. Thì từ cái chỗ đó đó mà nó khiến con người bắt đầu, khi chúng ta mê đó, mê đi vợ, bắt đầu mê tiền, mê con, mê cái mà mê hoài, mê mà đến đổi đó, mà không còn biết là cha mẹ của mình là như thế nào, mà không biết là phải lo cho cha mẹ làm sao cho nó tròn. Rồi Đức Thầy có nói là ham công danh thì quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Chúng ta bị mê mà chúng ta mới quên đi, chứ nếu chúng ta không mê, chúng ta đâu có quên cái công ơn sanh thành của cha mẹ, một cái ơn dưỡng dục của cha mẹ đó, chúng ta bị mê thôi. Rồi chúng ta bị mê đó đó, rồi chúng ta mới làm cho con người của chúng ta phải mê, sa mê say cuồng trong một cái công việc ăn, công việc làm để lo cho kiếm tiền cho nhiều, đặng để dành đó, để dành rồi sao đặng làm gì, đặng có thể nói chung lại là để lo cho cái xác thân này không, chứ không ngoài cái xác thân này được. Rồi không có biết tìm cái tinh thần đạo đức đó, chỉ làm cái việc gì mà lợi nhiều cho ta, có mang tới tiền nhiều thì ta làm, còn cái việc người khác khổ như thế nào không cần biết. Việc làm của chúng ta hại ai không cần phải suy nghĩ tới, mà phải để làm cho lợi cái bản thân của mình thôi. Thì như vậy là chúng ta phải nhận một cái đồ giả mà để làm cái đồ thiệt của mình, không quý vị? Đó, nhận thì là giả, nhận ngụy mà làm chơn, cái chơn là cái thiệt của mình đó. Rồi cứ cho là cái thân này là cái thân thiệt, mãi lo bế sửa sang dòi mài cưng nó, dưỡng nó, cạo gọt nó, nào là tích trữ cơm tiền dành để cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tìm thanh sắc để cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Thì như vậy thì quý vị thấy con người của chúng ta không có biết tìm đến cái tinh thần đạo đức, thì chúng ta cứ bo nhận cái thiện kiến sai lầm, không nhìn nhận chân lý, suốt cả đời chỉ biết ngu muội mê mang theo những vật nhỏ nhen, mau tàn mau gã, chứ không có tìm cái con đường giải thoát cho mình. Cho nên Đức Thầy Ngài mới đem cái giáo pháp của Ngài để dạy cho chúng ta, đó là màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chơn, rồi lo quyển thân vật chất kém hơn, lo cho cái quyển thân này vật chất nó thua người ta, kém hơn người ta, cứ lo đào bư xới cho được bằng người ta hoặc hơn người ta. Nhưng mà đây là cũng nằm trong một cái sự say mê. Rồi bây giờ để mình nhận xét qua cái phần này một chút. Thí dụ như bây giờ mình sống bằng thế nào cũng được,
Nhưng mà mình nên nhớ, khi mình nhìn lên á thì mình đâu không bằng ai hết, nhưng mình nhìn xuống coi có ai hơn mình không quý vị. Thì như vậy là mình nhìn xuống là mình sẽ mới thấy được mình là ai. Còn mình nhìn lên hoài thì mình cứ khổ, mình cứ cho là mình thua người ta hoài. Đó. Thì như vậy á, thì tất nhiên mình sẽ lại là hại mình, chứ không phải ai hại mình hết. Rồi thí dụ giờ mình làm đặng á, thì gọi là trời cho. Rồi cái làm chặt thất cái nó trời hại. Chàng ơi, trời đâu có cho mà trời cũng không có hại nữa. Mà con người của chúng ta đó, mà Đức Thánh Ngài có nói đó, là đại phú á, thì do thiên, còn tiểu phú là phải do cần. Đó. Chúng ta phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Thì đây là cái điều đó, điều cần, chứ đâu phải là cái điều đó là do thiên đó. Là chúng ta làm một mà được 10 hay hoặc là một được 100, đó là mới ý của đó, là mới gọi là do thiên. Mà cũng không nói là một câu do thiên, mà Ngài Thanh Sĩ có nói đó, kiếp trước mở hồ bao bố thí nên kiếp này mới địa vị giàu sang, còn kiếp này bỏng sản tham gian thì kiếp sau đói khó nghèo nàn tả tơi chạy đâu khỏi. À, mình của người ta mà mình bỏng sản, mình đem mình chắc móc về mình làm của riêng cho mình, thì tất nhiên kiếp này thì mình được đó. Nhưng mà được bao lâu? Không có bao lâu hết, thì bắt đầu tới con nó, bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó phá sản cũng tiêu. Đó. Hay hoặc giả là ăn trộm làm liều, thứ ba nhà cháy thì cái gì còn đâu. Đó, gặp nhà cháy hoặc cơn nước cuốn, đó, phủi sạch tay chén muỗng cũng không còn. Bào hao nào vợ nào con ôm nhau mà khóc chứ còn biết chi, phải không? Thì như vậy chúng ta bị nhận cái này mà nói làm thiệt của mình, thì đây là cái điều khổ biết bao. Rồi hôm nay giáo lý của Đức Thầy dạy cho chúng ta, bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta dẹt cái màn vô minh. Hồi nãy giờ mình nói là nhận cái ngụy làm trơn rồi, bây giờ chúng ta muốn phá cái màn vô minh. Chúng ta phá cái màn vô minh, chúng ta phải làm gì mới phá được cái màn vô minh? Đó, nếu nó phá cái màn vô minh đó, thì Đức Thầy có dạy, nếu mà chúng ta muốn dẹt cái màn vô minh che mờ căn trí đó, thì trước nhất chúng ta phải cần điêu luyện một khối tinh thần cho mạnh mẽ, rồi tự lập một con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo chúng ta đang học, để lấy đó làm cương mục mà bài trừ những cái thành kiến, cố chấp, thói quen, sự trần trờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, vua nịnh, ích kỷ, tư tâm và sự phiền não, và nó gây náo loạn cho cõi lòng. Thì như vậy thì bắt đầu chúng ta dẹp được các cái điều kiện này, thì tất nhiên chúng ta sẽ phá được cái màn vô minh. Đó. Thì trong đây đó, thì Đức Thầy cũng có nói đó, là trong 12 duyên sanh thì vô minh nó sanh hành, hành mới sanh thức, thức nó mới sanh danh sắc, danh sắc mới sanh lục nhập, lục nhập mới sanh xúc động, xúc động mới sanh thọ cảm, thọ cảm nó mới sanh ái, ái mới sanh bảo thủ, bảo thủ mới sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh 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 lão tử. Đó là 12 duyên sanh, nó dắt đi từ kiếp này đến kiếp kia, không có dứt cái màn vô minh nó sanh ra. Thì ở đây bắt đầu khi mình đã nói đến cái khoảng này đó, thì tôi cũng xin được từng tự cho quý vị cũng như là được biết là vô minh sanh hành là như thế nào. Đó, bởi vì cái màn vô minh nó lôi kéo chúng ta từ hồi vô thủy đến bây giờ. Mà sinh miễn sanh lên con người của chúng ta ra, đó là gọi là sanh muôn loài vạn vật. Đó. Rồi khi mà sanh ra đó, thì như cái loài vô tình cây cỏ sắt đá nó đâu biết cái gì. Còn ta là loài hữu tình, chúng ta có cái biết, có cái yêu thích. Đó. Cho nên cái yêu thích đó đó mới sanh ra các cái điều ham hố. Nên đó mới gọi là bảo thủ. Đó. Hễ mà có bảo thủ đó thì chúng ta phải ra công gìn giữ chặt chẽ đặng mà sống. Nếu không làm sao mà ta sống? Thì đây gọi là cái hữu. Rồi cái sống ấy, mến tiếc ấy mới đầu thai trở lại muôn loài vạn vật. Thì Đức Thầy có giải rõ ràng như vậy. Thì tôi cũng nhận lời của Đức Thầy dạy rồi mình nhắc cho đồng đạo để chúng ta cùng nương theo đó. Rồi chúng ta sẽ thấy rõ Đức Thầy dạy như vậy. Rồi bây giờ khi mà cái thân của chúng ta đó có được hôm nay đó, thì nó phải đều do nhiều cái nhân duyên để chúng ta mới gặp được. Đó.
rồi bắt đầu mới hành động ấy, mến tiếc ấy đó, rồi chúng ta bắt đầu mới sanh ra các cái điều ham hố, rồi bắt đầu mới sanh ra nào là phiền não, nào là vợ con, nào là tài vật gì đó, nãy giờ mình kể ui lu bu hết không có dứt được. Rồi bây giờ chúng ta muốn diệt cái màn vô minh thì trước nhất chúng ta phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ rồi. Rồi chúng ta sẽ lập một cái con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo chúng ta đang học là như giáo lý của Đức Thầy đó. Thì mình đọc để mình nhắc lại, để mình tìm qua cái nghĩa lý. Đó. Rồi khi chúng ta đó tìm về cái màn diệt cái màn vô minh đó, thì Đức Thầy có dạy qua các phần môn hoàng diệt. Đó. Thì trong cái môn hoàng diệt đó, thì chúng ta, nay ta đã quy y đầu Phật, thì nay cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo nương đèn, trí huệ, ly sức phàm trần, chán cảnh phòng hoa, tìm nơi tịch tịnh. Đó. Thì bắt đầu khi chúng ta tìm vào cái môn hoàng diệt đó, thì bây giờ nay có tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh. Bây giờ giữ cái tâm thanh tịnh này cũng hơi khó hả quý vị? Làm việc nhân từ, làm việc nhân từ chắc làm được. Ở đây quý vị ai cũng làm được hết á. Giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận. Không lòng hờn giận cái này nó cũng hơi khó khó, nhưng mà chúng ta cũng gắng cố gắng đi. Cố gắng sẽ dẹp được cái màn vô minh. Đó. Không lòng hờn giận, rồi chẳng dạ ghét ganh. Cái này nó cũng hơi khó khó ha. Nếu mà chúng ta sống mà không ganh ghét á, không có thương mà không có ghét á, thì cái tâm này nó trở về bình đẳng như như rồi. Đó. Thì chẳng dạ ghét ganh, rồi chỉ chuyên tâm niệm Phật. Cái chỗ chuyên tâm niệm Phật cái này dễ, hình như mình thấy mình làm được nha quý vị. Đó. Rồi bắt đầu chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não, tham lam, ích kỷ ha. Thì bây giờ chúng ta cái dòng cái phần mà tham lam ích kỷ đó, thì hầu như chúng ta ai cũng người tham lam ích kỷ hết. Rồi bây giờ mình xin bàn qua cái chỗ tham lam ích kỷ đi ha. Nhưng mà Đức Thầy có dạy nè, muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí, diệt lòng ích kỷ. Kính thưa quý vị, nhưng mà ở đây đó, nếu nói qua cái pháp bố thí đó, quý vị đừng có nên nhớ rằng nói là chúng ta bố thí là có công đức, không phải như vậy nha quý vị. Bố thí thì chúng ta chỉ nhận được một cái phước đức hữu lậu hoặc vô lậu. Đó, hữu lậu là hiện tại chúng ta bố thí, chúng ta cầu cho đời sau. Đó. Còn vô lậu là chúng ta không có nghĩ đến, rồi chúng ta sẽ hồi hướng cái công đức bố thí đó, nó mới có được cái gọi là vô lậu, là cho đời sau. Rồi khi chúng ta bố thí đó, là Đức Thầy dạy là bố thí để dẹp lòng ích kỷ, trừ cái tánh tham. Đó. Còn nếu mà chúng ta không có dẹp lòng ích kỷ đó, ta bố thí mà ta vẫn còn tham, nghe quý vị, chứ không phải bố thí là hết được đâu. Đó. Ở đây mình nói cái lòng ích kỷ đó, cái lòng ích kỷ này nó đáng kinh lắm, chứ không phải là cái lòng ích kỷ mà mình nói tầm thường đâu. Thí dụ như bây giờ đó, để mình nhắc qua một hai cái chuyện mà bố thí, mà để gọi là bố thí mà không có trừ được cái tánh tham là sao. Thí dụ như bây giờ quý vị có tiền, quý vị đem lại cúng chùa, hay hoặc quý vị cho người nghèo, nhưng mà quý vị không phải vì cái chỗ thương người nghèo mà cho, mà quý vị cho người nghèo đáng chỉ quý vị cầu cho gia đình của tôi được hạnh phúc, cầu cho tôi làm ăn được khá giả, cầu cho tôi được một cái lợi lớn, thì như vậy là quý vị bố thí. Còn đây là chưa có việc lòng ích kỷ. Việc lòng ích kỷ là phải bố thí với một cái tình thương, với một cái kẻ đói khó, chúng ta vì cái tình thương để chúng ta làm, thì đây mới việc được cái lòng ích kỷ. Còn nếu mà chúng ta làm mà vì cái quyền lợi của gia đình của chúng ta, thì đây không phải là việc lòng ích kỷ, mà đây là chúng ta còn cái tham này đổi là cái tham kia, chứ không phải chúng ta việc lòng ích kỷ nha quý vị. Đó. Thì ở đây mình để bàn qua cái phần này để cho quý vị nhận xét. Chúng ta bố thí mà chúng ta không việc lòng ích kỷ thì chưa gọi là giải được cái phần đó. Thì hôm nay chúng ta phải nên là bố thí là để diệt cái lòng ích kỷ. Mà khi diệt được cái lòng ích kỷ rồi đó, quý vị khỏi cần bố thí cũng vẫn có công đức như thường. Đó.
Tại sao không bố thí mà có công đức? Tại vì việc làm của chúng ta mọi cái điều kiện gì cũng vì lợi lạc chúng sanh không à. Không có gì lợi cho bản thân của chúng ta, đó là cái người này mới được là gọi là công đức. Còn làm mà chúng ta cầu cho bản thân chúng ta để đâu ra công đức? Kiếm cái phước xài hiện tại còn muốn khao thêm nữa làm sao công đức? Đó, cho nên ở đây mình bàn qua phần này một chút vậy đi ha. Rồi bắt đầu đó. Cái tánh ham lòng ham muốn, tánh chần chờ, tật đố, kiêu ngạo, dèm xỉm, vô nịnh, ích kỷ, tư tâm đó. Thì hôm nay chúng ta tìm con đường bát chánh đạo mà đi đó, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận đó, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não để bụng tham lam đó, ích kỷ, rồi mới tới gây mối thiện duyên. Thì cái chỗ mà gây mối thiện duyên đó là tới cái phần này là bắt đầu chúng ta sẽ nương theo giáo lý của Đức Thầy, nhờ giáo lý Đức Thầy chỉ cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ làm ta các cái điều thiện gọi là cái điều lành, để chúng ta mới có gọi là thiện duyên, là cái duyên lành đó, duyên thiện. Thì bây giờ cái thiện duyên này chúng ta lai gây như thế nào đây? Kính thưa quý vị, thì ở đây đó, nếu nói về tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, thì hầu như là họ cũng đang làm một cái thiện duyên. Họ rây một cái thiện duyên, bây giờ mình nói cũng như đại cương thôi. Bây giờ thí dụ như người bắt cầu bồi lộ nè, người nấu cơm cho miễn phí nè, rồi người thì cho nước nè, rồi người thì nấu cơm từ thiện nè, người đi bắt cầu nè, người kiếm thuốc nam nè, đó là cái nọ, chỗ này là cái chỗ thiện duyên. Đó, thì coi như cái thiện duyên này đó, thì quý vị gắng làm thì tất nhiên lần lần trí huệ sẽ mở mang. Thì trí huệ mở mang thì cõi lòng sáng suốt. Phải tìm bằng mọi cách để chúng ta diệt cái màn vô minh mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì ở đây đó tôi cũng sơ lược cùng với quý vị. Cái màn vô minh ấy đó, nó đã kéo lôi chúng ta khá nhiều rồi. Thì hôm nay chúng ta đã tỉnh ngộ rồi. Thì chúng ta đừng để cho cái dục tình lôi cuốn, bắt chước gương xưa, trao dồi lòng hiếu trung chinh liệt. Thì hôm nay quý vị cũng như chúng tôi tìm qua những cái phương pháp để diệt được cái màn vô minh, thì coi như chúng ta có được một cái tinh thần mạnh mẽ rồi. Thì bắt đầu chúng ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi đó, giữ được cái tâm thanh tịnh, thì coi như chúng ta diệt được cái màn vô minh á, thì cái tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. Còn nếu chúng ta không diệt được cái màn vô minh, thì cái màn vô minh đó nó sẽ che phủ được cái tâm của chúng ta, một cái tâm sáng của chúng ta, thì nó bắt đầu nó quay trở lại gọi là cái tâm vọng. Mà cái tâm vọng của chúng ta đó, mà nó mới khiến con người của chúng ta làm các điều tà dại. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi niệm Phật, tôi cũng ngồi niệm Phật, các người cũng ngồi niệm Phật, nhưng mà có người niệm Phật được Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng, nhưng cũng có người niệm Phật mà niệm trong một cái sự vọng niệm mà thôi, niệm trong một cái sự cầu một cái điều gì đó, hay hoặc giả là niệm Phật để cho tai qua nạn khỏi gì đó, hay hoặc giả là niệm cho tà quỷ gì, thì gian ga đó nó cũng là một cái niệm Phật. Cho nên ở đây niệm mà không có thành tâm. Thì hôm nay đó quý vị cũng như chúng tôi, bây giờ mình tìm vào cái chỗ niệm Phật, làm sao cho cái tâm mình niệm Phật được cho nó lắng lặng, nghe cái tiếng niệm Phật nó rõ ràng, nó không có bị sao động trong cái tâm vọng của chúng ta. Khi mà chúng ta niệm đến cái bậc thần chân rồi đó, thì bắt đầu đó, khi mà chúng ta dẹt bỏ cái màn vô minh tâm tối rồi, thì chúng ta mới thấy được cái sự ánh sáng của cái màu nhiệm của cái sự tu học của chúng ta. Đó, khi mà chúng ta tìm được cái ánh sáng trong trí não của chúng ta rồi, thì các cái loại gọi là thập tam ma đó, thì chúng ta sẽ chừng đó chúng ta có được cái ánh sáng. Thì cái ánh sáng này chúng ta phát minh trong cái trí huệ của ta rồi đó, thì 13 cái con ma đó nó không còn cái chỗ để ẩn, tại vì ma thì nó ẩn trong bóng tối. Còn chúng ta có được trí huệ rồi, chúng ta mở đi cái ánh sáng, thì cái trí huệ của chúng ta sáng rồi, thì ma nó không còn chỗ để nó ẩn. Thì tất nhiên nó sẽ biến khỏi nơi cái tâm thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ diệt được cả luôn thập tam ma, diệt bằng chí kiếm, rước xong rồi mới vô sự thảnh thơi. Thì chừng ấy chúng ta sẽ dùng trí huệ mà bình đoán
cái đạo của chúng ta đang học ha. Rồi chúng ta sẽ mở thêm một cái phần nữa, thì chúng ta sẽ mở vào cái chỗ, cái con đường bát chánh, mà cái chánh, đặc biệt là cái mục chánh định. Đó, cái mục chánh định nó dạy cho chúng ta đó, khi ta dùng chánh định mà dẹp bỏ các sự rầu buồn, hóa tan các làn sóng thị dục, lôi kéo vào những nẻo tà, thì chừng ấy tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như chân rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tiệt hết sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Thì coi như cái tâm của chúng ta đó, lúc ấy đó, khi mà cái tâm của chúng ta thắp được một cái ngọn đèn tâm đăng rồi đó, thì cái tâm chúng ta sáng suốt rồi đó, thì các cái điều ở cái trần cõi này nè, nó không có lôi kéo chúng ta được. Thí dụ như bây giờ, sắc, tài, danh, lợi, các cái điều này, đối với chúng ta, ta đã nhìn rõ hết. Ta biết nó là một cái loại giả tạm, nó không có cái điều gì để nó trường cửu theo ta hết. Nào là con, nào là vợ, nào là tiền tài, là điều cái giả mỹ để cho chúng ta tạo ra đây, để chúng ta gieo cái nhân duyên với nhau thôi, chứ không có cái gì của ta hết. Bây giờ nếu mà mình nói tại sao không phải là cái gì cũng của ta hết, thì như vậy đó, thì bây giờ xin hỏi, khi cái thân của ta mà bệnh, có ai bệnh thế cho mình được không? Cũng không. Rồi đến chừng mình khi mình chết, rồi mình chết thì nó bỏ mình, nó chạy đi mất tiêu hồi nào rồi, nó đâu còn ở đó đâu. Thì như vậy thì chúng ta phải nên cần, khi mà đi vào cái con đường bát chánh đạo đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái cảnh ấy, nó sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Thì chừng ấy chúng ta trở thành một cái màu sáng suốt. Thì ở đây đó, thì chúng ta đã được cái tâm sáng rồi, thì tất nhiên chúng ta sẽ bước đến một cái con đường giải thoát vậy. Thì cái con đường giải thoát đó, thì khi chúng ta được có cái tâm sáng rồi, thì cộng thêm cái tâm niệm Phật của chúng ta. Thì cái tâm niệm Phật của chúng ta đó, niệm đến cái mức độ thuần chân rồi, thì chừng ấy đó, thì nó giống như là nước chảy ở trên nguồn vậy đó, thì chảy luôn không dứt, là đường đạo minh. Thì chừng đó thì chúng ta khỏi cần tu, khỏi cần giữ giới, mà trong mình của chúng ta vẫn có chay giới trong mình luôn, nó không có cần là phải là giữ giới. Còn hôm nay chúng ta chưa có thành được, thì chúng ta phải gắng cố gắng làm theo các cái điều Đức Thầy đã chỉ dạy. Rồi chứ nếu điều nào chúng ta chưa làm được, thì thí dụ bây giờ tâm của chúng ta còn vọng, ta phải gắng tìm cái cách nào để trừ đi cái tâm vọng của chúng ta. Thì trong cái lời của Đức Thầy dạy rất nhiều, rồi chúng ta sẽ tự tìm thêm. Chứ còn thật ra đó, cái mấy cái pháp này đó thì mình chỉ nói về mặt văn tự thôi, chứ còn tôi nói tôi cũng không có đưa cho quý vị đến cái bên kia giải thoát được. Mà quý vị coi hết giáo lý của Đức Thầy cũng không có được giải thoát được nữa. Nhưng mà chúng ta phải cần tu, tìm rõ ràng mới giải thoát được. Nãy giờ được nhiều phút này. Ba mấy rồi. Thì như vậy thì hôm nay đó, thì cũng gặp gỡ quý vị qua những cái tiêu đề là màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm trơn, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Thì hôm nay cái màn vô minh đó mà làm cho chúng ta không biết cái đạo đức, đạo lý của Đức Thầy như thế nào. Đó, thì hôm nay nếu quý vị nào có cái nhân duyên mà nghe được hay hoặc hiểu được qua giáo lý của Đức Thầy cũng như lời của đồng đạo chia sẻ, thì quý vị cũng mà về rồi chúng ta gắng mà tìm, rồi hiểu nghĩa, rồi nghe theo giáo lý, coi giáo lý của Đức Thầy, rồi chúng ta sẽ tìm thêm, rồi sẽ đến một cái con đường giải thoát cho bản thân mình. Hôm nay đến đây cũng gặp gỡ quý vị đều do nhân duyên lành. Lời sau cùng kính chúc quý vị thân khỏe được an và vạn sự lành được như ý, một sự ác không thành, và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nam mô A Di Đà Phật.